tiếp nối hành trình hoa cúc trắng tại trường tiểu học Lê Văn Tám, nơi mà nhà trường và thành đoàn Bảo Lộc đang nỗ lực để giúp đỡ kịp thời một đóa cúc trắng tội nghiệp. Xin chào thầy cô ạ, chào anh Tường. Thì vừa qua thì Đài Truyền hình Lâm Đồng chương trình Hoa Cúc Trắng cũng nhận được đơn của thành đoàn gửi lên về trường hợp của em ở trường tiểu học Lê Văn Tám. Thì qua đơn thì cũng thấy rằng là đây là một cái trường hợp cũng rất là éo le. Thì hôm nay cũng muốn hỏi thêm nhà trường cũng như là thành đoàn là vì sao cho tất cả những cái trường hợp mà mình đã nhận được từ các trường ấy, thì đây là cái trường hợp cần cái sự giúp đỡ kịp thời như thế nào? Báo cáo chị là qua các trường hợp gửi lên từ các đơn vị, chúng tôi thấy là trường hợp này tương đối khẩn cấp và cần được giúp đỡ ngay, bởi vì hoàn cảnh của em bố thì mới bị tai nạn, điều trị ở bệnh viện Chợ Rẫy, hiện tại là tay của bố thì bị cụt hai tay, khả năng lao động nó không còn nữa. Vậy thì nhà trường đã có những cái sâu sát và thăm nắm như thế nào? Hoàn cảnh hiện tại của em là hết sức khó khăn, bởi vì là bố là lao động chính trong gia đình, mẹ thì hơn một năm nay là mẹ không quan tâm đến ba bố con. Thì anh trai cả thì đã nghỉ học đi làm thuê, nên bố thì như anh Tường vừa nói là bị tai nạn, điện giật và cụt hai tay, rồi chấn thương não. Đó. Thì nguy cơ là vì hiện nay là cháu đang ở với ba bố con đang ở với bà nội, mà bà nội thì cũng khá lớn tuổi rồi, gần 80 tuổi. Thì thấy rằng là có với cái trường hợp này thì có thể là em sẽ có nguy cơ là nghỉ học, nên là nhà trường cũng phát động cái phong trào là quyên góp ủng hộ cho cháu để hỗ trợ một phần nào cái cho em bước qua cái giai đoạn khó khăn này. Nắm được cái tình hình mà thành đoàn cũng như là nhà trường vừa trao đổi, thì chương trình Hoa Cúc Trắng cùng với lại tất cả những cái tấm lòng nhân ái thì cũng rất muốn là sẽ giúp đỡ được em trong cái lúc mà khó khăn nhất này. Thì bây giờ thì có lẽ là nhờ thầy cô cùng với lại đoàn thì sẽ đưa ekip chương trình Hoa Cúc Trắng xuống để trực tiếp thăm nhà và hiểu rõ hơn hoàn cảnh của em, đúng không ạ? Đúng rồi. Vụ tai nạn lao động hơn 2 tháng trước đã cướp đi cả hai cánh tay của anh Hoàng Thanh Lâm, và còn đó dấu vết của chấn thương sọ não. Mỗi sự quan tâm, động viên của người thân, bà con láng giềng và cả thầy cô nơi mái trường cậu con út đang học khiến anh Lâm ấm lòng hơn, giúp anh thêm nghị lực chống chọi và phục hồi bệnh tật. Nhưng nhìn hoàn cảnh ấy, ai cũng không khỏi xót xa. Như em cũng biết là hoàn cảnh của gia đình rất là khó khăn, éo le. Nhưng là chị vừa là giáo viên chủ nhiệm, vừa là hàng xóm, nhưng cũng hay qua thăm hỏi em. Thì đầu năm thì được chủ nhiệm lớp đấy thì tìm hiểu hoàn cảnh của gia đình em là rất là đáng thương. Bố thì mẹ thì không có ở nhà, bỏ đi, còn chỉ có ba cha con ở nhà thôi, mà không may thì bố đi làm lại bị tai nạn lao động, điện giật, cho nên là hoàn cảnh đáng thương bây giờ lại càng đáng thương hơn nữa, không có ai chăm sóc em. Thì mọi việc bây giờ là phụ thuộc vào bà nội, bà thì già ngoài 70 rồi, cho nên là rất là khó khăn. Nhà trường, ban giám hiệu nhà trường, các thầy cô giáo nhà trường, hội phụ huynh của tất cả các em trong nhà trường rất là thương, cho nên là nhà trường đã kêu gọi tất cả phụ huynh trong trường, chứ không phải riêng về lớp đâu, ủng hộ giúp em có một cái gì, một chút xíu quà nhỏ thôi để động viên tinh thần là chính, để lo cho em học hành. Cho nên là cũng mong chương trình và thấy có hoàn cảnh như vậy thì cũng giúp đỡ em, cho em có điều kiện để ăn học sau này nữa, tại vì mới có lớp 2 thôi, rất là khó khăn. Trước mắt bây giờ thì thấy cũng tạm ổn, nhưng mà vài năm nữa rồi thì rất là khó khăn, không biết là em sẽ đi về đâu. Hoàng Thiên Nhật, em bé mới học lớp 2 này, đã quen với việc cùng bà nội và anh chăm sóc bà. Cũng hơn 2 tháng nay là những chuỗi ngày đau đớn tột cùng với bà nội Nhật. Bà thương con hạnh phúc chẳng lành,
thân gả chồng nuôi con đã khốn khổ, lại thêm tai họa ập đến. Mỗi lần nhìn con, lòng bà lại thắt ruột, thắt gan. Nước mắt ngược vào trong, dồn nén không nổi, xót con lại trực trào. Bà muốn giấu con, giấu những khốn khổ của gia đình, giấu những tâm tư của người mẹ, để con lấy lại tinh thần. Nhưng bà không làm nổi. Bà, thì bệnh của anh mấy bữa nay con đã đỡ hơn chưa bà? Mình bữa nay chắc nó cũng hơi được chút xíu cùng cỡ đến giờ. Là ăn được rồi, hay cũng lành hơn. Nghe nói là khi mà bị như vậy là mình phải mất 2 lần để phẫu thuật cho anh, mà cứ 2 lần tay. Vâng, cứ 1 lần tay là 2 lần. Lúc đầu nó mới bị đó ba, rồi nó chết đó ba, cù ló rồi một thời gian là cháu nó xuống ở bệnh viện dưới á, mấy anh em cứ điên về đi dậu mẹ đi cũng cứ khóc suốt thắng đường, lo cho nó cứ chờ nó chết đi rồi có nó ngoài nuôi. Bây giờ thì đỡ hơn một chút, thế nhưng mà chắc chắn là bà vẫn còn lo cho sau này nữa đúng không ạ? Vâng, bà lo cho cháu, là cho em, cho con bà về sau. Sau này thì bà già cả thì không biết ai lo cho nó, thì con cái của nó nữa. Thế còn là mẹ của... Mẹ của Nhật thì là... Đại dưới là đi lai lòng lâu rồi. Thế nhưng đi Hàn một năm nay, từ bữa cháu vô học lớp 1 cho đến giờ cháu vô học lớp 2 là một năm trường rồi đấy. Nghĩ đến nơi con suốt nữa thì người làm ăn không sao, tay chân đầy đủ đến nữa đi nơi sau lại bị là đen đùi đó. Mất hết cả 2 cánh tay thì chứ lấy chi đến để... Có cơm mà không ăn được chứ đừng nói chuyện lớn như thế đó. Vừa thương Nhật là hoàn cảnh không mẹ, có mẹ, trai, mặt đỏ trai, trời răng dài. Bà thì gần đất xa trời rồi, giờ cũng nghĩ thương con tôi sao. Cậu bé này đã phải nghỉ học để phụ bà chăm bố và chuẩn bị cho những công việc sắp tới em phải đi làm, lo cuộc sống cho gia đình thay bố, và cũng để nhường lại cơ hội học tập cho em trai của mình. Nhật tuy nhỏ nhưng hiểu rõ những gì đang diễn ra. Em thương bà, thương bố, thương người anh của mình. Mọi đau đớn tủi hờn trong người cha lặn vào trong. Đỡ đau là anh Lâm gắng dậy. Lúc này với anh chỉ còn một mong muốn duy nhất, là không vì mình mà đứa con thứ hai phải tiếp tục bị thất học. Ngoài kia sẽ còn bao chông gai, biến cố ập đến gia cảnh này. Ngoài kia nắng ấm tình người có chan chứa để sưởi ấm những nỗi đau bế tắc cho người cha khốn khổ, cho người mẹ già nặng gánh cháu con, và cho Thiên Nhật một cơ hội được cấp sách tới trường.
Xin được nhiệt liệt chào đón quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo, quý phụ huynh học sinh cùng các em. Chúng ta đang có mặt tại trường tiểu học Lê Văn Tám, thành phố Bảo Lộc đến với chương trình trao học bổng Hoa Cúc Trắng ngày hôm nay. Một tràng pháo tay thật lớn chào đón tất cả mọi người. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay trên hành trình kết nối yêu thương của Hoa Cúc Trắng thì chương trình lại về với thành phố Bảo Lộc với mái trường tiểu học Lê Văn Tám để cùng kết nối yêu thương. Và đây chính là mái trường mà ngày ngày các thầy cô giáo, các bạn bè đang ngày ngày động viên, khích lệ và đùm bọc một bông hoa cúc trắng thật đáng thương của chúng ta. Đó là em Hoàng Thiên Nhật, học sinh lớp 2A2, với mong muốn những điều thiện lành ấm áp sẽ đến và thắp lên ước mơ tiếp tục đến trường của em. Và sau đây xin được mời em Hoàng Thiên Nhật, bông hoa cúc trắng của chương trình sẽ cùng lên sân khấu. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, và suất học bổng đầu tiên dành đến em Hoàng Thiên Nhật, học sinh lớp 2A2 trường tiểu học Lê Văn Tám ngày hôm nay là phần học bổng trị giá 5 triệu đồng đến từ quỹ học bổng Hoa Cúc Trắng của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng sẽ được gửi trao đến em. Và với phần học bổng này, chúng tôi xin kính mời ông Bùi Phương, đại diện của chương trình sẽ lên trao. Thưa quý vị, thưa các bạn, và ngày hôm nay đến với chương trình trao học bổng Hoa Cúc Trắng thì tỉnh đoàn Lâm Đồng từ quỹ học bổng Thắp Sáng Ước Mơ Thiếu Nhi tỉnh Lâm Đồng cũng sẽ có suất học bổng trị giá 500.000 đồng gửi trao đến em Thiên Nhật. Và với phần học bổng này, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời anh Lê Hoàng Duy, cán bộ tỉnh đoàn sẽ đại diện lên trao. Vâng, kính thưa quý vị, và đồng hành với chương trình trong suốt nhiều năm qua thì ngày hôm nay đến với chương trình, công ty xăng dầu Lâm Đồng cũng có phần học bổng trị giá 2 triệu đồng gửi trao đến em Thiên Nhật. Và với phần học bổng này, chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Trần Xuân Khoa, đại diện cho đơn vị sẽ lên trao. Vâng, và cá nhân của ông Trần Xuân Khoa cũng gửi trao đến em Nhật ngày hôm nay phần quà 500.000 đồng. Và tiếp tục, chúng tôi xin được kính mời đại diện của công ty điện lực Lâm Đồng sẽ lên trao tặng đến em Thiên Nhật của chúng ta phần học bổng trị giá 2.041.152 đồng. Đây là số tiền được trích từ chương trình tiết kiệm điện của công ty, cứ mỗi kWh sẽ tiết kiệm được 1 đồng gửi trao đến chương trình. Xin kính mời ông Đặng Thuần An, phó giám đốc kinh doanh của điện lực Bảo Lộc lên trao. Và ngày hôm nay chi đoàn điện lực Bảo Lộc cũng gửi trao đến em phần quà 300.000 đồng. Xin cảm ơn ông. Tiếp theo, chúng tôi xin kính mời ông Huỳnh Minh Chánh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Bảo Lộc ngày hôm nay cũng đại diện cho đơn vị gửi trao đến em phần quà 1 triệu đồng. Xin kính mời ông. Về phía Hội Nông dân thành phố Bảo Lộc ngày hôm nay cũng có phần quà 1 triệu đồng. Chúng tôi xin kính mời ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Bảo Lộc sẽ lên trao đến em. Tiếp theo là phần học bổng đến từ ông Đỗ Mạnh Tường, đại diện cho Thành đoàn Bảo Lộc sẽ lên trao đến em phần quà 500.000 đồng. Xin mời ông Đỗ Mạnh Tường, Bí thư Thành đoàn Bảo Lộc. Tiếp theo, chúng tôi xin kính mời phần quà đến từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc. Xin kính mời ông Phạm Hữu Cảnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Lộc Sơn sẽ lên trao đến em phần quà 1 triệu đồng. Và tiếp theo, chúng tôi xin được công bố phần quà của tập thể Trung tâm Tư vấn Đầu tư và Phát triển Quỹ đất thành phố Bảo Lộc, phần quà 5 triệu đồng. Và về phía công đoàn của Trung tâm Tư vấn và Phát triển Quỹ đất thành phố Bảo Lộc cũng gửi trao đến em phần quà 500.000 đồng. Chúng tôi xin kính mời ông Trần Thanh Phong, Phó Giám đốc của Trung tâm Tư vấn Đầu tư và Phát triển Quỹ đất thành phố Bảo Lộc lên trao. Tiếp theo là phần quà đến từ phụ huynh của em Lê Hoàng Như Thảo, học sinh lớp 1A5. Ngày hôm nay cũng có phần quà 5 triệu đồng để gửi trao đến em Thiên Nhật. Xin cảm ơn chị. Tiếp theo, chúng tôi xin mời phần quà đến từ Liên đội Trường Tiểu học Lộc Châu 2, phần quà 2 triệu đồng. Xin kính mời thầy Đỗ Văn Huân, tổng phụ trách của Liên đội Trường Tiểu học Lộc Châu 2 sẽ lên trao. Về phía Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc ngày hôm nay cũng gửi đến Thiên Nhật phần quà 5 triệu đồng. Chúng tôi xin kính mời bà Nguyễn Bùi Minh Hiền, chánh văn phòng sẽ đại diện lên trao.
Về phía Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Bảo Lộc ngày hôm nay có phần quà 600.000 đồng. Chúng tôi xin kính mời bà Lê Thị Thúy, chuyên viên của Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố đại diện lên trao. Tiếp theo chúng tôi xin được mời phần quà đến từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phường Lộc Tiến, phần quà 1 triệu đồng. Xin kính mời bà Phạm Thị Năm, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, phường Lộc Tiến sẽ đại diện lên trao ạ. Tiếp theo chúng tôi xin mời phần quà từ công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Khánh, phần quà 1 triệu đồng. Xin kính mời chị Đỗ Thị Thanh Thảo, đại diện cho công ty Bảo Khánh sẽ lên trao. Và ngày hôm nay, Ngân hàng Agribank chi nhánh Nam Lâm Đồng 2 cũng có phần quà 21 triệu 900 ngàn đồng gửi trao đến Thiên Nhật của chúng ta. Và với phần quà này, chúng tôi xin kính mời ông Hà Vũ Anh Khương, Phó Giám đốc của Agribank chi nhánh Nam Lâm Đồng 2 lên trao. Tiếp theo, chúng tôi xin mời phần quà đến từ Cơ quan Quân sự thành phố Bảo Lộc, phần quà 2 triệu đồng. Xin kính mời ông Cao Văn Lộc, chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự thành phố sẽ lên trao. Tiếp theo, chúng tôi xin mời đại diện của Liên phòng Kinh tế thành phố Bảo Lộc ngày hôm nay cũng gửi đến Thiên Nhật phần quà 500.000 đồng. Xin mời đại diện của đơn vị sẽ lên trao ạ. Về phía Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bảo Lộc ngày hôm nay có phần quà 10 triệu đồng gửi trao đến Thiên Nhật. Chúng tôi xin kính mời ông Phan Thế Hùng, Phó Giám đốc của BIDV ở thành phố Bảo Lộc sẽ đại diện lên trao. Về phía Liên đoàn Lao động thành phố Bảo Lộc ngày hôm nay gửi trao đến em phần quà 500.000 đồng. Chúng tôi xin kính mời bà Nguyễn Hà Thanh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố sẽ đại diện lên trao. Tiếp theo chúng tôi xin được mời phần quà từ Chi đoàn Cục Thuế Bảo Lộc, phần quà 500.000 đồng. Xin kính mời chị Lê Thị Loan, Phó Bí thư Chi đoàn của Chi Cục Thuế Bảo Lộc đại diện lên trao. Về phía Chi đoàn 3 Công ty Xăng dầu Lâm Đồng ngày hôm nay cũng gửi trao đến Thiên Nhật phần quà 500.000 đồng. Chúng tôi xin kính mời chị Nguyễn Thị Thanh Thảo đại diện lên trao ạ. Xin kính mời phần quà từ Hội Khuyến học thành phố Bảo Lộc ngày hôm nay cũng gửi trao đến Thiên Nhật của chúng ta một chiếc xe đạp và phần quà 500.000 đồng. Xin mời đại diện của Hội Khuyến học sẽ lên trao. Phụ huynh em Quốc Anh, lớp 8 trường Trung học cơ sở Lộc Sơn 200.000 đồng. Tiếp theo chúng tôi xin mời phần quà từ Ban giám hiệu và Tổ văn phòng trường Tiểu học Lê Văn Tám, phần quà 700.000 đồng. Và với phần quà này chúng tôi xin kính mời cô Nguyễn Thị Lan, hiệu trưởng nhà trường sẽ đại diện lên trao ạ. Và ngày hôm nay thì Thiên Nhật của chúng ta còn được đón nhận rất là nhiều tình cảm sẻ chia của các bạn bè mình nữa. Và sau đây cô xin mời các phần quà của các bạn học sinh sẽ cùng lên gửi trao đến Thiên Nhật của chúng ta nhé. Xin mời phần quà của em Trịnh Công Danh, học sinh lớp 1A4, phần quà 1 triệu đồng. Tiếp theo xin mời phần quà từ em Trịnh Công Hiếu, học sinh lớp 5A3, phần quà 1 triệu đồng. Rồi, cảm ơn con rất là nhiều. Chúng tôi xin kính mời phần quà từ gia đình ông Hoàng Kiến Cơ, phần quà 200.000 đồng. Và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Lộc Châu cũng gửi trao đến Thiên Nhật 500.000 đồng. Với những phần quà này, chúng tôi xin kính mời ông Trần Hùng Cường, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Lộc Châu đại diện lên trao ạ. Xin mời phần quà từ tập thể lớp 5A3, phần quà 740.000 đồng. Xin mời đại diện của lớp 5A3. Tiếp theo, chúng tôi xin mời các phần quà của phụ huynh em Trần Nguyễn Vân Khanh, lớp 4A2, 200.000 đồng. Phụ huynh em Trần Tiến Thanh, học sinh lớp 4A2, 100.000 đồng. Phụ huynh em Nguyễn Bảo Thi, lớp 4A2, 200.000 đồng. Phần quà của phụ huynh em Nguyễn Đình Tiến Đạt, học sinh lớp 4A2, 100.000 đồng. Và với những phần quà này, xin mời em Trần Nguyễn Vân Khanh sẽ đại diện lên trao đến bạn của mình nào. Tiếp theo, chúng tôi xin mời phần quà đến từ trường Tiểu học Trưng Vương, thành phố Bảo Lộc, phần quà 2 triệu đồng. Xin kính mời cô Lê Thị Lương Hiền, chi hội trưởng chữ thập đỏ của nhà trường sẽ đại diện lên trao ạ.
Tiếp theo chúng tôi xin mời phần quà của bà Hồ Thị Bích Trâm, doanh nghiệp Mai Tiến An, thành phố Bảo Lộc, phần quà 2 triệu đồng. Xin mời bà sẽ cùng lên trao ạ. Về phía Quỹ Tín dụng phường 2 Bảo Lộc ngày hôm nay cũng gửi đến Thiên Nhật phần quà 3 triệu đồng. Chúng tôi xin kính mời bà Đỗ Thị Yên, giám đốc của Quỹ Tín dụng phường 2 sẽ đại diện lên trao. Và cá nhân của bà Đỗ Thị Yên cũng gửi đến Thiên Nhật phần quà 500.000 đồng. Tiếp theo chúng tôi xin mời phần quà đến từ Liên đội Trường Lộc Châu 1, phần quà 1 triệu đồng. Xin mời đại diện của Trường Lộc Châu 1 sẽ lên trao ạ. Xin được mời phần quà từ Liên đội Trường Nguyễn Trãi, phần quà 500.000 đồng. Xin mời đại diện của nhà trường. Tiếp theo, chúng tôi xin mời phần quà từ tập thể Hội Phụ huynh Trường Tiểu học Lê Văn Tám, phần quà 5 triệu đồng. Xin kính mời ông Kiều Minh Đại, Hội trưởng Hội Phụ huynh Học sinh của nhà trường sẽ đại diện lên trao ạ. Vâng, vừa rồi là phần quà của chị Hà từ nhà thiếu nhi Bảo Lộc ngày hôm nay cũng gửi trao đến Thiên Nhật phần quà 1 triệu đồng. Xin cảm ơn chị Hà. Tiếp theo chúng tôi xin mời phần quà của phụ huynh em Nguyễn Minh Trung, học sinh lớp 4A1, phần quà 1 triệu đồng. Xin mời đại diện của gia đình sẽ lên trao ạ. Tiếp theo xin mời phần quà của gia đình em Lương Đình Khánh Đan, lớp 2A1, phần quà 200.000 đồng. Tiếp theo chúng tôi xin mời phần quà của phụ huynh em Đỗ Hoàng Hải, lớp 1A1, phần quà 1 triệu đồng. Tiếp theo phần quà của bà Lê Thị Kim Liên ở phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, phần quà 1 triệu đồng. Và tiếp theo chúng tôi xin kính mời phần quà của phụ huynh em Huỳnh Yến Trang, lớp 5A4, phần quà 200.000 đồng. Tiếp theo chúng tôi xin mời phần quà từ phụ huynh em Long Việt sẽ gửi trao đến Thiên Nhật phần quà 500.000 đồng. Xin mời em. Vâng, kính thưa quý vị, và chúng tôi xin được tiếp tục mời lên sân khấu những phần quà gửi trao đến Thiên Nhật từ Quỹ Bảo trợ Trẻ Em thành phố Bảo Lộc ngày hôm nay cũng gửi đến chương trình phần quà 3 triệu đồng. Chúng tôi xin kính mời ông Đinh Công Huyện, đại diện của đơn vị sẽ lên trao. Về phía Chi hội Khuyến học, Chi hội Chữ thập đỏ trường Trung học phổ thông Lộc Thanh Bảo Lộc, phần quà 1 triệu đồng. Phụ huynh em Hà Nhã Quân, lớp 5A4, 500.000 đồng. Phụ huynh em Đoàn Quang Huy, lớp 5A4, 300.000 đồng. Phụ huynh em Lê Ngọc Tường Vi, lớp 4A3, 1 triệu đồng. Phụ huynh em Nguyễn Quỳnh Trâm, lớp 4A3, 500.000 đồng. Em Vũ Ngọc Anh, lớp 2A2, 50.000 đồng. Em Trần Long Vũ, lớp 1A5, 100.000 đồng. Phụ huynh em Khánh Hà, lớp 1A1, 200.000 đồng. Chị Phan Thị Thủy Hằng, 1 triệu đồng. Phụ huynh em Bảo Hân, lớp 3A4, 200.000 đồng. Phụ huynh em Quốc Huy, lớp 3A4, 140.000 đồng. Em Nguyễn Bảo Vi, lớp 4A3, 50.000 đồng. Em Vũ Trần Hoàng Ngọc, 50.000 đồng. Phụ huynh em Nguyễn Minh Hùng, lớp 5A1, 300.000 đồng. Tiệm Hớt Tóc Hải Sơn, số 91 Chu Văn An, Bảo Lộc, 200.000 đồng. Công ty cổ phần đầu tư Quang Bích, 5 triệu đồng. Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến, Bảo Lộc, 1 triệu đồng. Trung tâm Ngoại ngữ Queen Mary, Bảo Lộc, 500.000 đồng. Phụ huynh em Trương Gia Bảo, lớp 3A2, 500.000 đồng. Phụ huynh em Trương Gia Hân, lớp 2A4, 500.000 đồng. Phụ huynh em Dương Gia An, lớp 2A4, 500.000 đồng. Tiệm bánh Hạnh Dung ở Bảo Lộc, 200.000 đồng. Phụ huynh em Đặng Huy Phước, lớp 2A4, 500.000 đồng. Phụ huynh em Hoàng Khánh Ngọc, lớp 3A4, 100.000 đồng. Phụ huynh em Hoàng Khánh Linh, lớp 1A4, 100.000 đồng. Phụ huynh em Bùi Thái Bảo Ngân, lớp 5A4, 200.000 đồng. Chú Nguyễn Văn Lợi, cửa hàng cà phê Trâm ở Bảo Lộc, 200.000 đồng. Tòa án Nhân dân thành phố Bảo Lộc, 500.000 đồng. Ông Nguyễn Khắc Quảng, chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Bảo Lộc, 200.000 đồng. Liên đội Trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ, Bảo Lộc, 500.000 đồng. Tập thể giáo viên khối 5 Trường Tiểu học Lê Văn Tám, 600.000 đồng. Em Phan Ngọc Nhi, lớp 1A2, 200.000 đồng. Bà Đoàn Thị Hồng Nhung, phụ huynh của em, anh Khôi, lớp 3A1, 500.000 đồng. Phụ huynh em Đỗ Đức Anh Vương, lớp 5A1, 500.000 đồng. Phụ huynh em Nguyễn Phương Trang, lớp 5A1, 100.000 đồng. Phụ huynh em Lê Văn Thắng, lớp 5A1, 500.000 đồng.
cô Phạm Thị Thu Phong 500.000 đồng, phòng quản lý đô thị Bảo Lộc 300.000 đồng, liên đội trường Phạm Hồng Thái 1 triệu đồng, tập thể công an phường 2 thành phố Bảo Lộc 500.000 đồng, anh Hà Duy Thắng công an phường 2 500.000 đồng, chị Trần Thị Kim Anh 100.000 đồng, cô Hà Minh Ngọc 100.000 đồng, cô Nguyễn Thị Tuyết Minh 100.000 đồng, tập thể giáo viên khối 1 700.000 đồng, tập thể giáo viên khối 2 500.000 đồng, phụ huynh em Hoàng Ngọc Hải Đăng lớp 2A1 100.000 đồng, phụ huynh em Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên 100.000 đồng, phụ huynh em Nguyễn Thanh Thảo 50.000 đồng, phụ huynh em Võ Khánh An 100.000 đồng, tập thể giáo viên khối 3 600.000 đồng, phụ huynh em Minh Trực lớp 3A1 1 triệu đồng, cô Phạm Hồng Huệ hiệu trưởng trường Đinh Tiên Hoàng Bảo Lộc 300.000 đồng, cô Phạm Trúc Thanh trường Lê Văn Tám 400.000 đồng, anh Nguyễn Văn Việt phụ huynh một em học sinh lớp 1A5 và lớp 4A4 500.000 đồng, phụ huynh em Đồng Khánh Hà lớp 1A2 100.000 đồng, phụ huynh em Nguyễn Nhật Nam lớp 3A4 500.000 đồng, phụ huynh Lê Hoàng Nhật Thanh của em Lê Nguyễn Gia Bảo lớp 1A4 500.000 đồng, phụ huynh em Lê Đức Anh lớp 3A3 500.000 đồng, phụ huynh em Nguyễn Khánh Trâm lớp 3A2 200.000 đồng, phụ huynh em Phan Phương Anh lớp 5A5 500.000 đồng, phụ huynh em Nguyễn Hữu Thiên Ân lớp 4A2 1 triệu đồng, phụ huynh em Nguyễn Thị Khánh Ngân lớp 2A5 200.000 đồng, phụ huynh em Cù Đức Nhật lớp 2A1 200.000 đồng, em Trần Ngọc Bảo Nhi lớp 3A3 100.000 đồng, em Khánh An lớp 3A3 100.000 đồng, em Nguyễn An Phú lớp 3A3 200.000 đồng, em Trần Ngọc Thảo Tâm lớp 3A3 100.000 đồng, cô Thanh Nga trường Lê Văn Tám 200.000 đồng, trường Mẫu Giáo Kim Đồng 1 300.000 đồng, phụ huynh em Nguyễn Phú Tuấn lớp 1A3 100.000 đồng, công đoàn phòng tài nguyên môi trường Bảo Lộc 300.000 đồng, anh Lương Đức Long bí thư đoàn xã Lộc Châu 300.000 đồng, cô Trần Thị Hiệp giáo viên trường Lê Văn Tám 100.000 đồng, chi đoàn trung tâm phát triển quỹ đất Bảo Lộc 500.000 đồng, em Phạm Huỳnh Mỹ Tiên lớp 3A1 50.000 đồng, em Nguyễn Vũ Đăng Nguyên lớp 3A1 20.000 đồng, em Trần Thị Anh Tư lớp 3A4 50.000 đồng, chị Nguyễn Thị Hồng ở thành phố Bảo Lộc 100.000 đồng, nha khoa Việt Cường ở số 98 Huỳnh Thúc Kháng Bảo Lộc 200.000 đồng, bà Lê Thị Tính ở 19 Huỳnh Thúc Kháng phường 2 Bảo Lộc 200.000 đồng, phụ huynh em Thái Hồng Anh và Thái Hồng Hảo lớp 4A4 và 2A2 200.000 đồng, phụ huynh em Lê Nguyễn Diệu Hân lớp 1A2 100.000 đồng, em Bùi Phạm Hiếu Cương lớp 2A4 100.000 đồng, em Đào Thị Bích Thủy lớp 2A4 50.000 đồng, em Lê Bích Thủy lớp 2A4 20.000 đồng, em Đỗ Xuân Hiền Phương lớp 2A4 50.000 đồng, tập thể lớp 3A2 200.000 đồng, liên đội trường tiểu học Bế Văn Đàn 1 triệu đồng, liên đội trường tiểu học Lý Tự Trọng 500.000 đồng, phụ huynh em Trần Đinh Bảo Trang lớp 2A4 100.000 đồng, chị Võ Thị Vinh phụ huynh của em Phạm Gia Thiên Phú lớp 1A1 500.000 đồng và tập thể lớp 2A3 239.000 đồng, phụ huynh em Hoàng Nguyễn Nhật Nam lớp 3A4 100.000 đồng. Kính thưa quý vị, và ngày hôm nay trên hành trình kết nối yêu thương thì chúng tôi còn nhận được rất là nhiều những sự chia sẻ của những tấm lòng hảo tâm nhân ái gần xa. Tuy không đến được trực tiếp với chương trình nhưng thông qua chương trình thì họ cũng đã gửi gắm những phần quà hết sức là ý nghĩa để gửi trao đến em Thi Nhật, bông hoa cúc trắng của chương trình. Và chúng tôi xin được tiếp tục công bố những phần quà này. Quỹ bảo trợ trẻ em, Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Lâm Đồng 1 triệu đồng, Công ty xổ số kiến thiết Lâm Đồng 1 triệu đồng, Anh Sinh đá granite đường 3 tháng 2 Đà Lạt 1 triệu đồng, Gia đình Anh Châu karaoke sắc màu cuộc sống đường Hai Bà Trưng Đà Lạt 500.000 đồng, Nhà may Hữu Dư số 32 Hàng Thuyên Đà Lạt 500.000 đồng, Nhà thuốc Nhân Hòa chợ Đà Lạt 500.000 đồng, chị Đặng Thị Như Oánh ở đường Lý Nam Đế Đà Lạt 500.000 đồng, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Tự Phước ở số 11 Tự Phước Đà Lạt 700.000 đồng, Công ty cổ phần dược Ladofa Lâm Đồng 1 triệu đồng, em Minh Mẫn ở số 7A Nguyễn Biểu Đà Lạt 400.000 đồng, cô Võ Thị Thu Thảo Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng 300.000 đồng, gia đình cô Cam ở chợ Đà Lạt 300.000 đồng, chị Thủy Tâm ở chợ Đà Lạt 100.000 đồng, chị Thu bán rau ở chợ Đà Lạt 100.000 đồng, cô Khánh ở khu B chợ Đà Lạt 200.000 đồng, chị Lệ bán heo quay ở chợ Đà Lạt 200.000 đồng, chị Hương bán thịt bò ở chợ Đà Lạt 200.000 đồng, quầy cơm Khánh Linh ở chợ Đà Lạt 300.000 đồng, bác Hiệp ở 52 Tràng Trinh Đà Lạt 100.000 đồng, anh Trần Long ở đường Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt 200.000 đồng, dì Thương ở đường Phan Đình Phùng Đà Lạt 200.000 đồng, anh Đoàn ban quản lý chợ Đà Lạt 200.000 đồng, chị Chiều bán rau ở chợ Đà Lạt 100.000 đồng, chị Kiều ở chợ Đà Lạt 200.000 đồng,
chị Thanh Xuân ở đường Lê Hồng Phong Đà Lạt 200.000 đồng, chị Chi ở đường Trạng Trình Đà Lạt 100.000 đồng, quầy trái cây Liên Bích chợ Đà Lạt 500.000 đồng, một cô ở phường 9 Đà Lạt 100.000 đồng, em Đàm Hải Đăng ở 33 Quang Trung Đà Lạt 100.000 đồng, ông bà Thân Dữ ở đường Lữ Gia Đà Lạt 100.000 đồng, quán Hoa Sữa đường Tăng Bạc Hổ Đà Lạt 400.000 đồng, em Nguyễn Đào Đức Nguyên lớp 3A trường Đoàn Thị Điểm Đà Lạt 200.000 đồng, giò chả Quốc Hương ở Đà Lạt 200.000 đồng, cửa hàng điện máy Trần Trung đường 3 tháng 2 và khu Hòa Bình Đà Lạt 500.000 đồng, chị Lâm Ngọc Trầm quán cơm Đức Hoàng Đà Lạt 500.000 đồng, chị Trần Thị Lệ Thùy quán Cu Đức 400.000 đồng, chị Trần Thị Tiêu khu quy hoạch Phan Đình Phùng 100.000 đồng, cô Tuyết bán chè ở chợ Bùi Thị Xuân 200.000 đồng, cô Nguyễn Thị Lộc ở 27 Bis Ngô Thụy Sĩ Đà Lạt 500.000 đồng, cửa hàng điện tử Ý Lan ở đường 3 tháng 2 Đà Lạt 300.000 đồng, chị Nguyễn Thị Xuân Yến ở Đà Lạt 100.000 đồng, gara Đình Ngọ ở đường Xô Viết Nghệ Tỉnh Đà Lạt 200.000 đồng, cháu Hoàng Khải Minh 100.000 đồng, cửa hàng vật liệu xây dựng Hiếu Loan 100.000 đồng, anh Tư ở đường Hào Huy Tập Đà Lạt 100.000 đồng, anh chị Thi Cương ở chợ mới Đà Lạt 300.000 đồng, anh chị Trang Thiện ở chợ mới Đà Lạt 300.000 đồng, anh chị Nghi Đại ở chợ mới Đà Lạt 200.000 đồng, anh chị Cường Oanh ở chợ mới Đà Lạt 200.000 đồng, anh chị Tuấn Liễu ở khu A chợ Lầu Đà Lạt 200.000 đồng, anh chị Úc Sơn ở đường Lý Tự Trọng Đà Lạt 200.000 đồng, anh chị Thắng Diệu ở chợ Đà Lạt 200.000 đồng, cô gái bán cá tươi ở chợ Đà Lạt 100.000 đồng, cô Ngọc bán cá tươi ở chợ Đà Lạt 100.000 đồng, cô Thanh Thanh bán cá tươi ở chợ Đà Lạt 100.000 đồng, dì Sen Thủy bán tôm ở chợ Đà Lạt 100.000 đồng, chị Ánh bán cá tươi ở chợ Đà Lạt 100.000 đồng, cô bé Tài bán rau ở chợ Đà Lạt 100.000 đồng, hai bé Thanh Nhã Mai Cương ở 66 An Tôn Đà Lạt 100.000 đồng, hai bé Hồng Hạnh Hồng Đức ở 77 Mẫu Tâm Đà Lạt 100.000 đồng, ba bé là Louis, Tony, Harry ở 40 đường Phan Bội Châu Đà Lạt 200.000 đồng. Ba bé là Bảo My, Bảo Hân, Bảo Trân ở 17/9 Mai Hắc Đế Đà Lạt 200.000 đồng. Cô Nguyễn Thị Phương Thảo ở đường Vạn Hành Đà Lạt 300.000 đồng. Cô Vũ Thị Ngọc ở Đà Lạt 100.000 đồng. Chi hội Từ Thiện Ái Tâm 300.000 đồng. Nhà xe Lan Dâu 300.000 đồng. Cô Thu ở phường 2 Đà Lạt 200.000 đồng. Bà Ngô Thị Hòa 30 Võ Thị Sáu Đà Lạt 100.000 đồng. Chị Lan Anh Nghĩa, lòng bức dâu Toàn Thắng ở Đà Lạt 500.000 đồng. Thượng tọa Thích Viên Thanh, Thiền viện Vạn Hạnh 1 triệu đồng. Chị Cúc, nhà máy Cúc ở Đà Lạt 500.000 đồng. Anh Hồ Văn Võ Ngọc, Shop Smile, đường Phan Đình Phùng 300.000 đồng. Bà Bùi Ngọc Điệp, lô 68, khu quy hoạch Chè Sen Đà Lạt 300.000 đồng. Bà Trương Thị Châu ở số 9A, đường Hai Bà Trưng Đà Lạt 100.000 đồng. Cô Nguyễn Thị Liêm ở 54, Phan Đình Phùng Đà Lạt 250.000 đồng. Bà Nguyễn Thị Loan ở 51/2 Phan Đình Phùng 200.000 đồng. Chú Tài An ở Bảo Lộc 300.000 đồng. Chùa Phước Đức ở Khe Sanh Đà Lạt 500.000 đồng. Chị Nguyễn Thị Liễu ở Đà Lạt 300.000 đồng. Cà phê Gái Sang Bảo Thuận Di Linh 500.000 đồng. Ban Tịnh Độ Phật Tử Chùa Linh Sơn 500.000 đồng. Nhà hàng Thảo Nguyên ở Đà Lạt 500.000 đồng. Nhóm giáo viên hưu trí Trường Trung học Cơ sở Lam Sơn Đà Lạt 500.000 đồng. Chi đoàn Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng 200.000 đồng. Một chị ở Bảo hiểm Xã hội Lâm Đồng 100.000 đồng. Một anh ở Bảo hiểm Xã hội Lâm Đồng 100.000 đồng. Em Trương Quang Hùng, cựu học sinh trường chuyên Thăng Long Đà Lạt 200.000 đồng. Mì Quảng Hằng, đường Trần Quý Cáp, thành phố Đà Lạt 300.000 đồng. Quầy sách báo Minh Cúc ở chợ Liên Nghĩa 300.000 đồng. Quầy bánh kẹo Nhinh ở chợ Liên Nghĩa 300.000 đồng. Anh Vũ ở chợ Liên Nghĩa 300.000 đồng. Chị Duyên ở chợ Liên Nghĩa 200.000 đồng. Chị Nguyệt Chi ở chợ Liên Nghĩa 50.000 đồng. Anh chị Huy Thoa ở chợ Liên Nghĩa 50.000 đồng. Chị Bích ở chợ Liên Nghĩa 50.000 đồng. Anh Trương ở chợ Đà Lạt 100.000 đồng. Gia đình anh chị Hoa Hải ở 33 Huỳnh Thúc Kháng, Bảo Lộc 200.000 đồng. Anh Trần Xuân Trí ở tổ 4 Chi Lăng, Đà Lạt 500.000 đồng. Một gia đình ở thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương 200.000 đồng. Cửa hàng May Shop ở đường Bùi Thị Xuân, Đà Lạt 200.000 đồng. Chị Nguyễn Thị Giao, Phó Giám đốc Công ty Taxi Quốc tế Lâm Đồng 200.000 đồng. Chi đoàn Cơ sở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng 1 triệu đồng. Tập thể lớp 2A4 200.000 đồng. Một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn tất cả những tình cảm yêu thương của quý vị đã dành gửi đến cho Thiên Nhật ngày hôm nay, và mong rằng trên hành trình kết nối yêu thương chúng tôi sẽ còn nhận được nhiều hơn nữa những sự quan tâm sẻ chia để chúng ta có thêm những cô cậu học trò nghèo được tiếp sức đến trường. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Hoa Cúc Trắng do Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng phối hợp với Tỉnh đoàn Lâm Đồng thực hiện ngày hôm nay đến đây là hết. Xin được chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin thân ái và chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.